Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi series học tiếng Anh cùng Trịnh Vân Anh theo phương pháp Sharing. Hôm nay chúng ta sẽ đến bài Death. People say that death is the only thing in life that is certain. That's true. I'm not afraid of dying, but I do think it's a sad thing. I'd like to live forever. I like life. I want to see my children grow up. People have different views on death in different cultures. In some countries, you die and go to heaven. In other countries, you die and come back to earth as something else. Some people celebrate people's death because they had a good life. In other countries, death is a sad and dark affair. I know many countries where death is a taboo subject. People just don't talk about it. I have no problems talking about death, especially to my family. I think it's useful to tell everyone what I want to happen when I die. Chúng ta vừa mới shadowing theo bản tiếng Anh. Sau đây chúng ta sẽ phân tích vào từng câu từng chữ của cái bài death này nhé. People say that, tức là người ta nói rằng death là cái chết ạ. The only thing là một điều duy nhất ạ. In life là trong cuộc sống ạ. Certain là dĩ nhiên ạ. Người ta nói rằng là cái chết là cái điều duy nhất trong cuộc sống mà chắc chắn sẽ xảy ra. True, tức là điều đấy đúng ạ. I'm not afraid of, tức là tôi không sợ. I'm not afraid of dying, tôi không sợ chết ạ. I do think, tức là tôi thực sự nghĩ là sẽ tính, tức là cái việc chết ấy, đó là một cái điều rất là buồn bã. I'd like to, cộng động từ ạ. I would like to, tôi muốn làm gì ạ? Live forever, tức là sống mãi mãi, sống vĩnh cửu luôn ạ. I like life, tức là tôi yêu cái cuộc sống này ạ. I want to see, tức là tôi muốn được nhìn thấy. Children, tức là con của con tôi. Grow up, tức là trưởng thành ạ. Tức là tôi muốn được thấy là cháu chắc tôi trưởng thành ạ. Different là khác biệt ạ. Different views, tức là những cái quan điểm rất là khác biệt ạ. Tức là về cái chết ạ. Different cultures là những cái nền văn hóa khác nhau ạ. In some countries, tức là ở một số quốc gia ấy. Go to heaven là đi lên thiên đàng ạ. Other countries, tức là những quốc gia khác ạ. Come back to earth, tức là quay trở lại với mặt đất ạ. Something else là giống như những cái điều gì khác ạ. Tức là gì, ở những cái quốc gia khác thì bạn chết và rồi quay trở lại mặt đất như thể những cái sinh vật xung quanh thôi ạ. Celebrate là tổ chức ạ. Because là bởi vì ạ. Good life tức là gì? Một cái cuộc sống rất là tốt ạ, cuộc sống rất là ý nghĩa. Tức là gì, một số người thì họ gọi là tổ chức là kiểu ăn mừng luôn đấy ạ. Và khi mà ai đó mất ạ, bởi vì là người đó đã sống một cuộc sống cực kỳ có ý nghĩa, ảm đạm, u tối ạ. Affair là một cái công việc nào đó. Thì ở một số quốc gia khác ấy, thì chết lại là một cái việc rất là ảm đạm, u tối, buồn bã, gây ra buồn bã. I know, tức là tôi biết ạ. Where là ở nơi đó. Taboo là điều cấm kỵ ạ. Subject là chủ đề. A taboo subject là một cái chủ đề rất là cấm kỵ ạ. Tôi biết ở nhiều nơi, ở nhiều quốc gia ấy, thì cái chết lại là một chủ đề cấm kỵ ạ. Just là chỉ ạ. Talk about it là nói về chuyện đó ạ. Mọi người chỉ thường xuyên là gì? Không nói chuyện về cái chết đâu ạ. No problems, tức là không vấn đề gì ạ. Tôi chẳng thấy có vấn đề gì khi mà phải nói về việc chết chóc cả. Especially là đặc biệt ạ. My family, tức là gia đình của tôi ạ. Đặc biệt là nói chuyện với gia đình tôi ạ, về cái chết ạ. I think là tôi nghĩ ạ. Useful là hữu ích ạ, có tác dụng ạ. Tell everyone, tức là nói cho tất cả mọi người ạ. What I want to, tức là tôi muốn điều gì ạ. Happen là diễn ra. Cái việc mà nói cho mọi người những gì mà tôi muốn xảy ra khi tôi mất ấy, thì khá là hữu ích mà. Nên là vì sao mà các bạn sẽ thấy là nhiều người là soạn sẵn di chúc, hay là người ta còn gọi là gì, hiến tạng cho, hiến tạng ký một cái bản cam kết là tôi sẽ hiến tạng ngay khi tôi chết đấy ạ. Vâng, chúng ta sẽ dịch lại toàn bộ cái bài death này sang tiếng Việt nhé.
Người ta nói rằng thì cái chết là cái điều duy nhất trong cuộc sống mà chắc chắn sẽ diễn ra. Tức là biết trước là chúng ta sẽ đều là dead. Và điều này đúng ạ, tôi không sợ chết. Nhưng mà tôi nghĩ là đó là một cái gì đó rất là buồn bã. Tôi muốn sống mãi mãi cơ. Tôi yêu cuộc sống này. Tôi muốn để thấy là cháu chắt tôi trưởng thành ạ. Mọi người thì có những cái quan điểm khác nhau về cái chết ở những cái văn hóa khác nhau ạ. Ví dụ ở một số quốc gia thì bạn chết và sẽ đi lên thiên đường ạ. Nhưng mà ở những quốc gia khác thì bạn chết và quay trở lại mặt đất với mẹ thiên nhiên như là những cái sinh vật khác ạ. Và một số người thì lại còn ăn mừng cái chết của người khác cơ. Bởi vì là những cái người chết ấy thì họ đã có một cái cuộc sống rất là ý nghĩa. Nên là không có gì mà phải luyến tiếc nữa. Ở một số quốc gia khác thì là cái chết là một cái việc rất là ảm đạm, u buồn và khiến người ta rất là buồn bã. Và tôi biết là nhiều quốc gia ấy, nơi mà nói về chết chóc ấy, thì là một cái chủ đề cấm kỵ ấy. Mọi người không bao giờ nói chuyện về cái chết đâu. Còn tôi thì tôi chẳng có vấn đề gì khi mà nói về cái chết ạ. Đặc biệt là nói với gia đình của tôi ạ. Tôi nghĩ là khi mà nói tất cả mọi người là điều gì mà tôi muốn xảy ra khi mà tôi chết ấy, thì rất là hữu ích ạ. Tức là mong mọi người là đừng quá buồn đau chẳng hạn. Vâng, vậy sau đây chúng ta sẽ shadowing lại bài death này sang tiếng Anh một lần nữa nhé. Death. People say that death is the only thing in life that is certain. That's true. I'm not afraid of dying, but I do think it's a sad thing. I'd like to live forever. I like life. I want to see my children grow up. People have different views on death in different cultures. In some countries, you die and go to heaven. In other countries, you die and come back to earth as something else. Some people celebrate people's death because they had a good life. In other countries, death is a sad and dark affair. I know many countries where death is a taboo subject. People just don't talk about it. I had no problems talking about death, especially to my family. I think it's useful to tell everyone what I want to happen when I die. Các bạn vừa mới xem xong bài Death trong chuỗi series học tiếng Anh cùng Trịnh Vân Anh theo phương pháp Shadowing. Nếu mà các bạn thấy video vừa rồi bổ ích, đừng quên bấm like và subscribe bên dưới nhé. Tôi là Trịnh Vân Anh tiếng Anh.